Xin chào các bạn. Trong khá là nhiều những cái video mình chia sẻ về những chiếc điện thoại màn hình gập thì mình đã đọc được kha khá những cái comment hỏi rằng anh ơi, bây giờ có nên mua Samsung Galaxy Z Flip 3? Có bạn thì hỏi hàng cũ, có bạn thì hỏi hàng mới. Thì uh, câu trả lời của mình sẽ là không, dù là cũ hay là mới. Tại sao lại như vậy? Thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn, đặc biệt là về hàng cũ nha. Let's go! Phần nếu các bạn nào mà đang muốn mua smartphone thì đừng quên ghé qua Di động Việt. Di động Việt phân phối rất là nhiều dòng smartphone chính hãng với mức giá cực kỳ là hấp dẫn dành cho các bạn. Link cụ thể về chương trình khuyến mãi giảm giá bán hàng như thế nào thì mình sẽ để phần bình luận cũng như là phần mô tả của video hôm nay. Điểm đầu tiên, tại sao mà các bạn không nên mua chiếc Z Flip 3 ở thời điểm hiện tại mặc dù là giá bán của nó đã quá là tốt rồi. Thì một trong những cái vấn đề là nếu mà các bạn có ý định mua một chiếc máy mà về để làm máy chính á, tức là các bạn không có thêm một cái máy khác thì chiếc Z Flip 3 không thể đáp ứng được trọn vẹn cái trải nghiệm cho các bạn nha Thứ nhất là pin của nó vô cùng yếu Mình phải công nhận một điều là pin của nó rất khó để được khoảng một ngày Thậm chí là có những ngày khi mà mình thời điểm mà mình sử dụng chiếc Z Flip 3 Có những ngày mình phải sạc tới 3 lần Thì mới đủ để trải nghiệm tổng thể với cá nhân mình trong vòng một ngày và chưa kể là chiếc máy này sạc tối đa của nó cũng chỉ là 25W mà thôi cho nên là các bạn sẽ mất tương đối là nhiều thời gian để có thể là sạc được và không chỉ có thời lượng pin yếu đâu mà cái chất lượng camera ở trên chiếc Z Flip 3 thì nó chụp kiểu như là chụp cho vui thôi chứ còn để gọi là về chất lượng à, dù quay hay là Chụp thì mình không đánh giá cao chiếc máy này cho lắm do đó việc mà lựa chọn chiếc Z Flip 3 làm máy chính và không phải làm chiếc máy phụ nhưng mà là làm máy chính hẳn luôn á thì thực sự nó quá là mạo hiểm dành cho các bạn bởi vì cái trải nghiệm mà nó mang lại sẽ vô cùng khó chịu cho các bạn nha mình chưa nói đến cái vấn đề là cái nếp nhăn ở chính giữa màn hình đâu mà mình đã nói với những cái trải nghiệm khác á thì nó đã không thể đáp ứng được rồi cho nên là kết hợp với cái việc mà nó có nếp nhăn ở chính giữa màn hình thì các bạn sẽ càng thêm khó chịu cái lý do thứ hai là mình luôn khuyên những bạn mà có ý định mua hàng cũ mà lại là điện thoại màn hình gập nha Là nhất quyết không mua những chiếc máy màn hình gập Tại sao lại là như vậy? Bởi vì các bạn hãy nhìn thử đi Bây giờ cái mức giá của nó vô cùng là dễ tiếp cận luôn Khi mình tham khảo qua di động Việt Cái mức giá của nó khoảng tàu đó, đó đó Hàng cũ chỉ khoảng 8 triệu 2 thôi Thì của nó phải gọi là quá là thơm rồi đúng không các bạn? Ừ rất rất là thơm Rất là nhiều những người có thể là tiếp cận được Tuy nhiên nếu mà các bạn không dư giả về mặt tài chính á, thì việc mà lựa chọn một chiếc điện thoại mà mình gặp nó quá là rủi ro luôn bởi vì chi phí sửa chữa của nó vô cùng lớn cái việc mà nó hỏng hóc á, thì tất nhiên một điều là điện thoại mình gặp nó sẽ không thể bền bằng so với là điện thoại mình thẳng được đúng không ạ? cái tính an toàn của nó đã không có cao rồi mà lại còn thêm là về cái chi phí để chúng ta có thể thay thế được cái màn hình. Nếu các bạn đọc uh, khá là nhiều những cái bài viết ở trên The số thì cũng có khá khá bạn có comment về câu chuyện đó chính là màn hình của chiếc Z Flip 3 nó có vấn đề và chúng ta sẽ cùng đi soi xem là chi phí để thay thế cái màn hình chiếc Z Flip 3 là bao nhiêu nhá mình có tham khảo qua rất nhiều những cái hệ thống mà chuyên thay thế màn hình cũng như là màn hình chính hãng luôn đấy nha các bạn thì chi phí lên tới gần 9 triệu tức là gì tức là các bạn chỉ cần bỏ ra 82 triệu để mua thôi nhưng lỡ ngày mai mà nó hỏng hóc á, thì các bạn sẽ mất tới gần 9 triệu đồng để có thể là thay thế được màn hình tức là gì tức là các bạn thà các bạn mua mới luôn các bạn bán xác các bạn mua mới nó còn rẻ hơn so với việc là chúng ta thay thế cái màn hình dành cho chiếc Z Flip 3 và chưa kể nữa đó chính là những cái linh kiện khác Ví dụ như cái phần bản lề mà nó bị hỏng hóc á Thì cái việc mà chúng ta thay thế á, nó cũng vô cùng là đắt đỏ Và mình nghĩ rằng là dù nó có rẻ á Dù nó có 8 triệu hay thậm chí là sau này nó về khoảng đâu đó Khoảng 6 triệu đi chăng nữa Thì mình vẫn khuyên các bạn là không nên mua chiếc Z Flip 3 cũ ở thời điểm hiện tại Bởi vì nó có quá là nhiều rủi ro dành cho bạn Cũng như là những cái trải nghiệm Tổng thể mà nếu các bạn sử dụng là một máy chính á, thì nó cũng không thật sự là đáp ứng được tốt cái nhu cầu của bạn đâu. Các bạn có quá là nhiều những sự lựa chọn tốt hơn chiếc máy này. Và đó là những chia sẻ của mình về việc là có nên mua chiếc GF3 hàng cũ hay là hàng mới không. Các bạn suy nghĩ gì về sản phẩm này? Đừng quên để lại ý kiến ở phần bình luận của video hôm nay. Còn bây giờ thì...